Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, thì vừa rồi quý vị đồng nghiệp đã nghe hai bài báo cáo rất là hay về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và chúng ta thấy rằng là với bác sĩ hô hấp chúng ta, với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì một vấn đề vô cùng phức tạp trên thực hành lâm sàng. Và với cái thời lượng ban tổ chức cho phép trong vòng 15 phút thì tôi xin phép được sơ lược những cái điểm chính trong cái cập nhật mới trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện. Vâng. Và điểm đầu về cái gánh nặng bệnh tật của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở toàn cầu, thì một cái nghiên cứu báo cáo của Viện Định lượng và Đánh giá Sức khỏe Toàn cầu vào năm 2016 thì đánh giá về cái nguyên nhân gây tử vong của bệnh phổi tắc nghẽn do bệnh tật trên toàn cầu ở cái giai đoạn từ năm 1990 đến 2015, đã thấy là với cái mốc năm 1990 thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư, và đến năm 2015 thì nó đã tăng lên là hàng thứ ba rồi. Và người ta tìm hiểu là cái liên quan giữa đợt kịch phát nhập viện với cái tỷ lệ tử vong, thì với cái nghiên cứu của tác giả Smith công bố vào năm 2014 trên tổng số gần 2.000 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể có xuất hiện đợt cấp nhưng không nhập viện, và một nhóm phải nhập viện, thì ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong được xác định ở cái nhóm mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp mà phải nhập viện. Và cũng với cái nghiên cứu này thì với cái điểm cắt là đợt cấp từ 3 đợt cấp trong nhập viện trong vòng 1 năm thì làm tăng cái tỷ lệ tử vong gấp 3 lần so với cả cái nhóm mà đợt cấp không nhập viện. Thì với cái nghiên cứu đã thấy rằng là ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không điều trị mà xuất hiện các đợt cấp mà phải nhập viện thì sẽ rất khó khăn và làm tiên lượng rất là nặng. Và một cái báo cáo phân tích trên tổng số 73.000 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở tại Canada trong vòng từ năm 90 đến năm 2005, một cái nghiên cứu rất là dài hơi để đánh giá cái tỷ lệ tử vong trong vòng 4 năm sau khi bệnh nhân xuất hiện cái đợt cấp nhập viện đầu tiên, và do nặng và tỷ lệ tử vong thì thấy rằng là 50% những cái bệnh nhân này tử vong trong vòng 4 năm. Và ngoài cái việc mà cái tiên liệu về tử vong nặng nề của bệnh thì cái chi phí điều trị trong những cái bệnh nhân đợt cấp nhập viện cũng thấy rất là cao. Và với người ta đánh giá cái chi phí điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp mà thì trong trên 90% là chi phí trong cái giai đoạn nhập viện. Ở Việt Nam của chúng ta thì với nghiên cứu của giáo sư Lê Thị Tuyết Lan thì để đánh giá cái chi phí điều trị đợt cấp, thì đối với cả những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà điều trị tức là theo cái tuân thủ cái điều trị ở giai đoạn ổn định, có thể xuất hiện những cái đợt cấp nhưng mà ở nhẹ thôi, thì cái mức chi phí là độ khoảng 22 triệu một năm. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không được điều trị một cách thường quy, không điều trị đúng chuẩn, thì chi phí cho những cái bệnh nhân này phải chi cho những cái đợt cấp nhẹ, trung bình và nặng, và mới cái chi phí là gấp 10 lần. Và chính vì lý do như vậy cho nên là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì được đề cao vào năm 2017, vì cái tiên lượng bệnh nặng, bệnh kéo dài và đặc biệt là cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và cái nguyên nhân của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái bài trình bày của giáo sư Thành các bạn cũng đã thấy rất rõ, đấy là mình đánh giá xem là có nhiễm trùng hay là do những cái yếu tố về kiểu hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì ở đây với cái nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng hoặc là không do nhiễm trùng, rồi nhóm vi khuẩn hoặc là không do vi khuẩn, do virus. Rồi một cái nguyên nhân nữa cũng thấy xuất hiện đợt cấp, đấy là những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cái tuân thủ điều trị như thế nào. Một cái nghiên cứu công bố vào năm 2013 thì với nghiên cứu này chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng rất gần với thực hành lâm sàng ở Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Thì với cái việc tuân thủ điều trị kém ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tương đối phổ biến. Và với nghiên cứu người ta thấy rằng với nghiên cứu này ta thấy rằng là từ 40 đến 60% là cái tuân trị rất là kém, tức là đỡ thì lại thôi không dùng thuốc. Và 31% dùng sai các kỹ thuật bình xịt hít. Và với những cái điều này thì ta thấy rằng là các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải phải duy trì hướng dẫn cái cách hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng phân phối dụng cụ phân phối thuốc là vô cùng quan trọng. Rồi cái tỷ lệ tuân thủ nó cũng thay đổi theo cái loại thuốc liều dùng, và đặc biệt là những cái công cụ theo dõi dùng thuốc để nhắc nhở người bệnh cái việc tuân thủ điều trị. Và cái cuối cùng đấy là cái cá thể, đặc điểm riêng biệt của từng cá nhân, thì những cái này là trên thực hành lâm sàng chúng ta phải luôn luôn lưu ý. Một cái khái niệm nữa đấy là về cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn thường xuyên. Thì với cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn thường xuyên thì ta thấy rằng đấy là một trong yếu tố tiên lượng nặng. Thì với cái điểm từ năm 2013 đến 15 thì thấy rằng là điểm cắt là hai đợt cấp một năm hoặc là chỉ cần một đợt cấp nhập viện. Ta thấy rằng là mỗi cái đợt cấp nhập viện thì là cái tiên lượng nó rất nặng nề.
Và một cái khái niệm nữa đấy là các đợt cấp. Ở đây chúng ta rõ ràng trên lâm sàng là có những cái đợt cấp nó cứ nối đợt cấp. Thì để phân biệt là đợt cấp này mới hay là thất bại của điều trị đợt cấp cũ, thì người ta cũng có những khoảng thời gian là 4 tuần với những cái việc với cái ngưng điều trị của đợt cấp cũ, hoặc là 6 tuần đối với trường hợp mà đợt cấp mà thoái triển cách tự nhiên. Về chẩn đoán của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì trên thực hành lâm sàng chúng ta thấy rằng có những trường hợp đợt cấp nhập viện thì có những cái bệnh nhân là đã có tiền sử được chẩn đoán, nhưng có rất nhiều bệnh nhân của chúng ta là trước là chả bệnh gì cả, nhưng mà đợt này vào thì chúng ta thấy rằng là bệnh ở giai đoạn nặng. Thì với cái chẩn đoán thì rõ ràng với cái hốp ký là chúng ta thấy có rối loạn thông khí tắc nghẽn nhưng mà chưa được chẩn đoán, thì với cái bệnh cảnh bệnh sử tiền sử đấy là với lứa tuổi trên 40 rồi, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc, ho khạc đờm và khó thở, nhưng mà bệnh nhân chưa được cái điều trị duy trì. Và với hôn 2017 thì với cái định nghĩa đấy là các triệu chứng hốp nặng lên vượt qua những cái dao động hàng ngày, về lâm sàng thì có 3 cái triệu chứng mà rất là đặc hiệu, đấy là khó thở tăng, ho khạc đờm tăng, rồi nếu mà cho nguyên nhân nhiễm trùng thì là đờm khạc mủ. Và với hôn 2017 thì với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng đã đưa ra cái những cái tiếp cận để phân ra là gì, những cái đợt cấp có không có siêu hấp không đe dọa tính mạng và siêu hấp có đe dọa tính mạng. Và với cái cập nhật của hôn này để hướng dẫn cho các bác sĩ lập thực hành lâm sàng để giúp cho chúng ta có những cái quyết sách để giúp để đưa ra những cái phác đồ điều trị kịp thời, đánh giá gần như là dựa vào toàn những cái dấu hiệu lâm sàng như nhịp thở, sử dụng các phụ rồi chi giác, giảm oxy máu hay là tăng siêu hấp máu trong cái kết quả của khí máu. Với ATS và ERS thì người ta phân mức độ nặng của đợt cấp dựa vào những cái can thiệp điều trị để cải thiện triệu chứng, như là chỉ với mức độ nhẹ là chỉ cần dùng những cái thuốc tăng cường hàng ngày rồi điều trị corticoid tường toàn thân hoặc kháng sinh, và nặng đấy là cần phải nhập viện và điều trị hoặc là can thiệp những cái thông khí hỗ trợ. Và trên thực hành lâm sàng thì trong những cái trường hợp như thế nào thì các bác sĩ lâm sàng chúng ta sẽ hướng tới và cân nhắc để giúp cho bệnh nhân chỉ định nhập viện. Đấy là trong cái bệnh cảnh này thì là bệnh trên bệnh nền COPD ở giai đoạn nặng C hoặc là D. Các triệu chứng ở cái đợt này nặng hoặc xuất hiện các triệu chứng mới, và với cái can thiệp điều trị ban đầu thì là thất bại. Còn trong cái trường hợp tiền sử bệnh sử thì bệnh nhân xem có các bệnh lý đồng mắc không, rồi cái khái niệm về đợt cấp thường xuyên, thất bại điều trị ban đầu trong những cái đợt cấp trước, bệnh nhân kể là lần trước tôi cũng cố gắng trì hoãn ở nhà nhưng không chịu được lại phải vào viện, tuổi cao và không có chăm sóc tại nhà. Thì với GOLD 2017 đây là những cái hướng dẫn để các bác sĩ lâm sàng chúng ta sẽ chú ý để hướng cho các bệnh nhân vào viện. Về cận lâm sàng thì đánh giá cái độ bão hòa oxy, đánh giá cái độ bão hòa oxy mao mạch thì là một trong những cái hướng dẫn để chúng ta tiếp cận khi mà chúng ta tiếp cận bệnh nhân để đánh giá xử trí. Về X quang tim phổi thì ngoài cái phải chẩn đoán phân biệt, ngoài cái đợt cấp thông thường thì phải xem là có viêm phổi phối hợp trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không, hay là những cái bệnh khác phối hợp như tràn khí, tràn dịch hay là dấu hiệu phù phổi. Các xét nghiệm ngoài cái việc đánh giá thông thường của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như công thức máu, điện giải đồ, đường máu CRP như tiến sĩ Thành lúc nãy chúng ta đã trao đổi, thì cái làm thêm các xét nghiệm để nếu mà nghi ngờ những cái trường hợp mà các bệnh đồng mắc phối hợp, ví dụ như tác động mạch phổi và bệnh tim mạch, thì các bác sĩ lâm sàng chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Không thì nếu mà chúng ta chỉ những cái bệnh nhân mà chúng ta quen thuộc cứ vào ra rồi và chúng ta không quan tâm đến những cái chẩn đoán phân biệt những cái bệnh đồng mắc thì nhiều lúc là chúng ta sẽ thất bại trong điều trị. Và cuối cùng đấy là cái xét nghiệm khí máu chỉ định trong trường hợp mà siêu hấp mãn hoặc là có tăng CO2 mãn tính rồi. Một cái yếu tố nữa trong cái nhập viện đấy là sẽ rà soát những cái trường hợp lâm sàng mà có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh, đúng không? Với cái xét nghiệm đã có tìm thấy trực khuẩn mủ xanh trong đờm ở những cái lần nhập viện trước, hoặc là trong cái giai đoạn ổn định cũng đã tìm thấy. Rồi bệnh đồng mắc là giãn phế quản, là một cái bệnh nhiễm trùng mãn tính mà tồn tại dai dẳng ở phổi, thường xuyên phải điều trị kháng sinh, thường xuyên nhập viện và có cái tiền sử corticoid dùng toàn thân, thì cái này cũng rất là phổ biến ở Việt Nam. Và cuối cùng đấy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn cuối cùng, giai đoạn D. Rồi các dấu hiệu nặng của đợt cấp, các bác sĩ lâm sàng chúng ta cũng phải hết sức lưu ý về đánh giá về lâm sàng, khí máu, rồi tiền sử điều trị oxy tại nhà hay là các bệnh lý kèm theo. Rồi trong lâm sàng chúng ta cũng phải rà soát, trong GOLD 2017 người ta cũng đưa ra cái tiêu chuẩn mà các bác sĩ phải rà soát ngay ở ban đầu để xem là cái này điều trị ở khoa nội hay điều trị ở ICU hay là có thể ngoại trú, với những cái chỉ định là cần phải thông khí nhân tạo xâm nhập hay là có bắt đầu có rối loạn huyết động.
Và với cái biểu đồ đánh giá thì người ta phân loại những cái bệnh nhân thì ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng của đợt cấp, đánh giá cái độ bão hòa oxy mao mạch dưới 88% hay là trên 88% và những cái xử trí ban đầu, rồi làm những cái xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt và cuối cùng để đánh giá xem là bệnh nhân nhập ICU, nhập khoa nội hay là có thể là sau cái xử trí cấp cứu rồi ra viện. Về phần cuối cùng đấy là về phần điều trị những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì với cái tổng quan thì chúng ta thấy rằng là đánh giá ban đầu ở đặc biệt ở những cái trường hợp suy hô hấp mãn tính phải chỉ định thì sẽ phải thở oxy liều thấp thôi ạ, đúng không? Để tránh những cái mà có thể là gây những cái biến chứng khi mà điều trị thở oxy và đảm bảo SPO2 trên 90% nhưng mà tránh tình trạng tăng CO2 vì cái đấy nó cũng sẽ làm cho cái tình trạng đợt cấp nặng nề. Về thuốc giãn phế quản thì phải tăng liều các thuốc giãn phế quản dùng dưới dạng khí dung và phối hợp dưới dạng SABA, SAMA và tăng cái liều lên để với cái tiếp cận mà sử dụng mà cấp cứu thì có thể làm giảm những cái can thiệp điều trị, ví dụ như thở máy xâm nhập hoặc là không xâm nhập, rồi có thể phối hợp dùng thuốc giãn phế quản đường uống hoặc là đường tĩnh mạch. Và với GOLD 2017 người ta thấy rằng là thuốc giãn phế quản tăng liều và số lần sử dụng thì nó sẽ giúp tác dụng giãn phế quản nhanh hơn và kết hợp thuốc cường beta 2 và tác dụng nhanh và kháng colinexid thì qua các nghiên cứu người ta thấy rằng là nó sẽ cải thiện được cái chức năng phổi tốt hơn là dùng cái đơn trị liệu. Và corticoid đường toàn thân thì với GOLD 2017 trong cập nhật thì người ta thấy rằng đây là cũng là cái thuốc để chỉ định trong cái điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng mà với những cái nghiên cứu, với những cái bằng chứng lâm sàng như phần bác sĩ Thành đã chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ tiếp cận dần để có những cái bằng chứng là trong những trường hợp nào chúng ta sẽ dùng và trong những trường hợp nào mà chúng ta sẽ chỉ định. Nhưng với GOLD 2017 thì người ta vẫn khuyến cáo là dùng corticoid đường toàn thân đường uống hoặc tiêm với liều từ 40 đến 120mg một ngày, rồi cân nhắc dùng kháng sinh và chỉ định thở máy không xâm nhập để đánh giá, để cải thiện những cái tình trạng toan hóa máu, giảm tỷ lệ tử vong và đặc biệt là trì hoãn hoặc là tránh được những cái đặt nội khí quản xâm nhập, một trong những cái can thiệp rất rất nặng nề và cái tiên lượng rất kém ở bệnh nhân. Và với cái chỉ định kháng sinh thì với GOLD 2017 người ta thấy rằng là dựa vào các dấu hiệu lâm sàng và đặc biệt đấy là gì? Cái dấu hiệu về tăng đờm, mù với triệu chứng sốt, CRP và ở những cái bệnh nhân ngoài đánh giá lâm sàng, nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân tình trạng nặng cần phải thông khí xâm lấn hoặc không xâm lấn, những cái bệnh nhân COPD giai đoạn nặng, nhiều đợt cấp, tuổi cao, các bệnh đồng phát nhiều thì cũng đấy là những cái chỉ định để điều trị kháng sinh. Và với cái phác đồ hướng dẫn điều trị kháng sinh cho đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện thì các khuyến cáo cũng đưa ra thấy rằng là ngoài cái đánh giá về việc mà có tình trạng nhiễm trùng trên lâm sàng, về lượng đờm tăng, nhiều đờm mủ thì những cái yếu tố nguy cơ như là về tuổi, về chỉ số FEV1, về tiền sử từ 3 đợt cấp trở lên trong một năm và có những cái bệnh đồng mắc thì đấy là trong những yếu tố mà chúng ta phải rà soát trong cái điều trị kháng sinh. Và đặc biệt đấy là có yếu tố nguy cơ nhiễm trùng khuẩn mù xanh, nếu mà không có thì chúng ta có thể là cân nhắc dùng những cái nhóm quinolone hô hấp như levofloxacin, mosifloxacin dùng đơn độc hoặc là dùng những cái nhóm cephalosporin thế hệ 3 mà nó không kháng được trùng khuẩn mù xanh. Còn đối với cái nhóm mà kháng trùng khuẩn mù xanh thì chúng ta phải dùng cái cephalosporin mà kháng được trùng khuẩn mù xanh hoặc là những cái nhóm carbapenem có thể kết hợp với levofloxacin hoặc là aminoglycosid. Thì đấy là những cái hướng dẫn để chúng ta tiếp cận trên lâm sàng để điều trị. Và những cái lưu ý khi sử dụng kháng sinh đấy là phải có nhiễm trùng chúng ta mới dùng kháng sinh, chứ không phải bất kỳ trường hợp đợt cấp nào chúng ta cũng dùng kháng sinh. Rồi hỏi kỹ về tiền sử, mức độ nặng, đáp ứng và đặc biệt là quan tâm đến cái dược liệu học, dược động học mà bây giờ các nhà khoa học đang rất là tiếp cận trong cái điều trị kháng sinh để phòng tránh những cái kháng thuốc. Rồi đối với trường hợp mà đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện thì cái tiêu chuẩn ra viện thế nào để các bác sĩ chúng ta tự tin là bệnh nhân của chúng ta cho ra viện được, thì trong GOLD 2017 người ta cũng quy định đấy là về ổn định về mặt lâm sàng, về xét nghiệm và đặc biệt ở đây người ta có nhấn mạnh đến cái cách sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc, rồi cái kế hoạch theo dõi khám định kỳ, vì rõ ràng là rất nhiều những cái trường hợp mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị với những cái nghiên cứu đã chứng tỏ. Và cái phần cuối cùng đấy là với những cái gánh nặng bệnh tật của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là đợt cấp nhập viện, thì cái việc mà các bác sĩ quan tâm đến cái phòng ngừa đợt cấp là cũng rất rất quan trọng. Về việc tuân thủ điều trị thường quy, cái này là chắc chắn là phải thực hiện. Rồi thuốc lá, một cái yếu tố nguy cơ làm xuất hiện đợt cấp, tiêm ngừa và phòng tránh những cái nhiễm trùng, về vaccine cúm, vaccine phế cầu, về phục hồi chức năng, rồi đảm bảo những cái phòng tránh để làm tránh những cái nguy cơ nhiễm trùng ở trong cộng đồng. Thì đấy là những cái phần mà về về
đề phòng những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà trên thực hành lâm sàng các bác sĩ phải hết sức quan tâm. Và trên đây là toàn bộ về phần tóm tổng quan về trong điều trị đợt cấp nhập viện, và tôi đưa ra một số kết luận như thế này. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện thì là tiên lượng rất kém, hậu quả nặng nề, và đặc biệt là cái chi phí điều trị cho đợt cấp rất là cao. Virus, vi khuẩn và cái tình trạng môi trường rồi cơ địa của nhân đấy mà là một trong những cái nguyên nhân gây ra đợt cấp. Và đợt cấp phải được chẩn đoán điều trị kịp thời, và đặc biệt đấy là phải các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải chú ý đến những cái đề phòng để phòng ngừa những cái đợt cấp. Phần trình bày của tôi đến đây là hết, xin trân trọng cảm ơn.